Ok, hello cho các bạn. Hello cho các bạn đi. Ok, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thiên Nhiên Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Cũng đã khá lâu rồi các bạn. Thì hôm nay mình muốn review một chút công việc ở nhà, cũng như là những công việc mà mình đang tiến hành làm song song về những công việc đi giúp dân bản các bạn. Thì ở nhà mình đây, như mọi người cũng thấy rồi, đây là giống như cái xưởng gia công cơ khí của mình. Ở đấy thì có thể làm cửa, cả cái công trình, nói chung là dân sinh, vậy là lớp học, nhà thờ đồ các kiểu các bạn. Ngoài ra thì còn có thể là cột keo đồ các kiểu thì mình cũng gia công ở đây luôn. Thì như mọi người cũng thấy rồi, hiện tại bây giờ cái khối lượng công việc rất là lớn. Ở đây thì các chủ các công trình liên quan đến anh em mình ở trong bản á, thì mình đều là đóng góp một tay vào đấy, nói chung là cùng làm. Thì tất nhiên thì mình cũng sẽ có lấy phí, nhưng mà cũng mức độ vừa phải các bạn. Thì ở đây thì mình đây, mọi người thấy đấy, đây là cái số cửa sổ này thì chuẩn bị cho cái nhà cầu nguyện của bản chú Hùng các bạn, chú Hùng cá cá các bạn đấy. Ngoài ra thì mình cũng gia công thêm một số cửa cho người dân các bạn. À, đấy là cái khách hàng thường xuyên đến đặt hàng nơi cửa hàng mình, thì mình cũng gia công luôn cho khách hàng người dân bản địa các bạn đấy. Thì số sắt này thì mình sẽ tiến hành làm mấy cái keo các bạn, mấy cái keo trong chỗ công trình nhà công nguyện cho chủ Hùng. Thì hiện tại đang hướng dẫn các em đấy, và có một ông chú nữa cũng đang tiến hành làm việc song song ở đấy. Nó về cm thứ 7. Ok, nó về nhá. Ya pai asi aqui também 9 ya depois pai divide leva no me tipo ontem eu tava falando né no me né depois também uma tubo no me não aqui não meteu uma tubo mas leva até no me depois até aqui leva aí passo 9 cm assim errado né ok mete assim errado né tá vendo tem que pai meter uma tubo aqui tá vendo depois daqui também 9 cm já igual depois aqui. Esse entra desenha. À, mình đang nói chung là anh đi, anh này, anh thờ thì vừa nói chung cũng đang trẻ các bạn, hơn mình có mấy tuổi thôi, thì mình gọi anh đi, anh cho nó dễ xưng hô. Thì anh thờ thì cũng là mới các bạn, mới nói chung là kinh nghiệm han thì có rồi, nhưng mà đi làm theo cái mẫu mà theo cái ý mình á, thì là bây giờ anh mới mới trực tiếp làm các bạn, nên là mình phải hướng dẫn ạ. Nói chung là khoảng tầm một tháng đầu thì mình còn phải xem cả cái mẫu mã và hướng dẫn cho anh làm cho nó phù hợp với thị hiếu khách hàng của mình đấy. Như con em này thì đã ok rồi, em thì bây giờ đã nắm bắt được rồi, bây giờ là làm cũng rất là chuẩn rồi, không còn phải phàn nàn như nữa rồi. Đây cái cửa mà anh thờ vừa mới làm các bạn đấy, nhìn rất đẹp và chắc chắn lắm. Mẫu mã thì tuy thì hiểu khách hàng họ đến đặt mình thì nên làm như thế nào thì mình sẽ nói qua với anh. Đợt này thì cái keo này thì mình có thay đổi một chút, thì mình làm cái keo nó theo cái mẫu mã khác đấy, không giống những cái mẫu keo cũ. Mình sẽ làm theo mẫu keo mới các bạn, để cho nó khoảng không, nó rộng, nhìn nó thoáng hơn đấy các bạn. Nên là mình cái này thì mình xem hình ảnh trên mạng các bạn, rồi mình sẽ làm một cái màu keo mới để cho nhìn nó khoảng không gian nó rộng rãi á. Dạ. Ok, assim. Agora. Vai cortar mais um tubo igual esse para manunyan já. Tubo 4 metro, já. Thì cái ngôn ngữ ở trong gia công cơ khí này thì mình có thể có cả thì mình dịch, có cả thì mình không dịch các bạn, bởi là cái này thì nó cũng không áp dụng nhiều trong cái sản xuất nông nghiệp các bạn. Vâng vâng vâng, kịp vâng kịp. Có tay qua xì nhá. Vâng vâng vâng. Đa 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 nu li nhắm. Ta kì.
nó về bên hông. Mẹ tôi xin mời. Mẹ tôi xin mời. Cô ta xin nhá. Direito, nhá. Esse tá todo, depois tá, entra pouco. Mas direito, assim. Nhá. Vai, vai, cô ta. Esse é muito fino. Esse é muito fino. Não. Opa, opa. Aquele sapa lá. Esse é muito fino. Vai, corta. Cuidado, já. Cuidado. À, chúng thì bây giờ mình hướng dẫn cho anh trai và em trai ở đây làm cả bạn nó một cái khuôn mẫu ban đầu ấy, xong thì sau đó thì mình sẽ vào bản các bạn. Afita. Aquele metade de town. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aquele leva no quem? Aquele é diretor do. Tá aqui. Cota já? Tá aqui. Tá aqui, né? Cota. Leva, vai lá, no que máquina grande, cota. Leva tubo, vai lá, cota lá. Cả nay mới gia công cơ khí lần đầu nên là cả cái em chưa nắm được, mình phải vừa làm vừa cắt làm sao để cho nó phù hợp các bạn. Cả nay giờ mình mới làm lần đầu luôn.
Ngày trước chỉ là làm theo kiểu cũ ấy, giống như cái keo mới có chữ M ở giữa, thì nó đơn giản hơn. Ngày nay thì mình làm đầu nên lần đầu nên là con hơi bỡ ngỡ các bạn ạ. Dạ, sau đây này nhá. Sau đó bây đi đây tùy á. Bây giờ phải chơi cho em làm han cơ bản ngày nay xong là khi đó mình mới vào bản được. Sau đó thì em có thể tự làm theo giống như này. Cái mẫu đầu tiên thì mình sẽ phải giảm sạt xem em làm thế nào có ổn không. Đấy, ok thì sau đó thì cứ để về cho em làm thôi. Deixa eu dar aí e depois puxa, tá vendo? Cho đã bén nè. Dạ, tốt rồi. Cho đã bén nè. Eletrodo.
Agora. Uma esse tem que entrar aí. Tipo, aqui, esse tem que cortar assim. De entrar aí. Tá vendo? Entendi. Vem, virou. Esse tem que cortar assim, já? Assim, já? Aqui também, né? Aí também cortar assim.